Thưa quý vị, giáo sư Phan Văn Trường, cố vấn của chính phủ Pháp về thương mại quốc tế từ những năm 1990, hai lần được Tổng thống Pháp phong hiệp sĩ, đại ghi công năm 1990 và bắt đổ bội tinh năm 2006, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2010. Trong 40 năm sự nghiệp của mình, ông đã làm việc ở cương vị lãnh đạo tại nhiều tập đoàn đa quốc gia và tiếp xúc với nhiều chính khách nổi tiếng bậc nhất thế giới. Ông trở thành một nhà đàm phán sắc bén. Năm 2004, khi trở về quê hương, ông Phan Văn Trường góp phần xây dựng và phát triển đất nước với rất nhiều vai trò trọng trách như là kỹ sư, giáo sư đa ngành, nhà tư vấn, nhà kinh tế, nhà quản trị trong hầu hết ngành nghề. Ông đã viết 3 cuốn sách cực kỳ có giá trị bằng tiếng Việt là Một đời thương thuyết, Một đời quản trị, Một đời như kẻ tìm đường và vừa tiếp tục cho ra mắt quyển sách thứ 4 Công dân toàn cầu, Công dân vũ trụ. Và giáo sư Phan Văn Trường sẽ cùng gặp gỡ khán giả của Việt Nam Ngày Mới sáng nay qua phần kết nối từ biên tập viên Phương Thảo. Mến chào quý vị khán giả của Việt Nam Ngày Mới. Và thưa quý vị, thật là vinh hạnh cho tôi trong buổi sáng ngày hôm nay khi ngay bên cạnh tôi lúc này đó là giáo sư Phan Văn Trường. Tất nhiên đây sẽ là khách mời của Việt Nam Ngày Mới sáng nay. Dạ, Phương Thảo xin chào thầy ạ. Vâng, tôi xin chào Phương Thảo và cũng xin chào tất cả các khán giả đài truyền hình Quốc hội Việt Nam. Dạ, sáng nay thì tâm trạng của thầy như thế nào ạ? Vui lắm. Dạ, thật sự là khi mà gặp thầy á, thì Phương Thảo rất là thắc mắc. Không biết là 76 tuổi nhưng vẫn ngày ngày làm việc thì cái cảm giác nó sẽ như thế nào ạ? Vâng, không biết là các bạn nhìn tôi qua màn hình thì không biết có thấy tôi già không? Mong là không. Nhưng mà thật sự ra đó thì trí óc của tôi nó rất trẻ. Phương Thảo có biết không? Qua một cái buổi giới thiệu rất là vui. Mà trước đó thì tôi có đi Hà Nội và tôi cũng giới thiệu sách. Và lúc nào tôi cũng nhận thấy cái sự hưởng ứng nhiệt tình. Dạ. Cái này nó quan trọng lắm. Là bởi vì rằng là mình đang muốn trao sự nhiệt tình mà mình lại nhận lại sự nhiệt tình thì nó có cái sự giao thoa rất là ấm áp. Riêng ngày hôm nay đó thì tôi rất vui vẻ các bạn ạ. Tôi nhìn màn hình mà tôi xin gửi các bạn tất cả cái lòng quý trọng của tôi, tình yêu của tôi. Rất là cảm ơn thầy với những chia sẻ vừa rồi. Trước khi mà chúng ta tiếp tục với buổi trò chuyện ngày hôm nay á, thì Phương Thảo xin mời quý vị sẽ cùng đến với một đoạn video clip ngắn giới thiệu về quyển sách mà như giáo sư Phan Văn Trường vừa mới chia sẻ, đó là một quyển sách mà thầy vừa mới phát hành ạ. Công dân toàn cầu, Công dân vũ trụ là quyển sách thứ 4 của giáo sư Phan Văn Trường sau 3 tác phẩm thành công và đã được nhà xuất bản Trẻ tái bản nhiều lần trước đó là Một đời thương thuyết, Một đời quản trị và Một đời như kẻ tìm đường. Để giải mã cụm từ công dân toàn cầu và xa hơn là công dân vũ trụ, giáo sư Phan Văn Trường chọn cách chia sẻ về câu chuyện của những người đang sống và làm việc như những công dân toàn cầu mà ông từng gặp, để qua đó độc giả tự có những chiêm nghiệm cho riêng mình. Ông cũng nhấn mạnh niềm tin vào nội lực, trí tuệ và những điều đáng tự hào của người Việt Nam. Ông hy vọng mọi người nhận ra rằng thế giới này là bình đẳng, hồn nhiên, thẳng thắn và tích cực. Rằng hãy tự tin vì mỗi người đều được trao một sứ mệnh trong thế giới này. Mình ở tận trong chân núi cơ. Đôi khi những cái điều tầm thường như ở chỗ mình như là cái gùi chẳng hạn, đúng không? Hay là những cái đồ dùng rất là giữa cái cuốc cái xẻng, nó là cái mơ ước của thành phố mà xưa nay mình thấy nó bình thường quá. Thì còn bổ sung thêm công dân toàn cầu, công dân vũ trụ chính là những cái công dân mà cũng giỏi ngoại ngữ, cũng đi này đi kia, nhưng mà cái chính là họ làm được những cái công việc cho dù là nhỏ để giúp xây dựng cái cuộc sống xung quanh mình tốt hơn, tức là họ góp phần chung tay để giải quyết những cái vấn đề mà nhân loại quan tâm. Từ những trang sách, bạn đọc sẽ nhận ra rằng công dân toàn cầu là một phong cách, một thái độ, một cách nhìn và cảm nhận cuộc sống của một người có trách nhiệm với địa cầu, với nhân loại, với hệ sinh thái vũ trụ, với môi trường và tất cả những gì vũ trụ đã ban tặng cho chúng ta. Mình học cái bài học đó từ một cái đứa bé, mà đứa bé đó là tên là Đạt, là từ năm 4 tuổi đi nhặt rác ở bãi biển Nha Trang. Thằng bé đó nó làm, nó không xin tiền, nó không xin gì cả. Và lâu lâu tôi còn thách thức đó. Tôi bảo rằng là, này em Đạt ạ, em làm cái này em có mệt không? Nó ngẩng đầu lên, thấy môi nó có một tí mồ hôi ở đây, tí mồ hôi ở thái dương, nó nhìn tôi, sau nó cúi xuống nó nhặt tiếp, nó không nói một câu nào. Thế bảo rằng là em ạ, em nhặt thế này có uể oải không, trong khi đó nhiều người khác người ta đang vứt rác. Nó ngẩng lên, vẻ hơi ngao ngán hơn một tí, nhưng mà chỉ hơi một tí thôi, sau nó lại cúi xuống nó nhặt rác. Thế thì lúc đó tôi mới hiểu được một chuyện, chết chửa, mình học được một bài học.
của một con người phi thường. Mà cái con người phi thường nó dạy mình cái gì? Là không những họ yêu cái địa cầu này, không những là công dân của toàn cầu mà công dân của vũ trụ nữa. Thì lúc đó mình mới bảo chết rồi. Khi mà một người công dân toàn cầu mà trở thành công dân vũ trụ thì hiếm quá. Thế thì bất thình lình ban đêm mình ngủ, mình bảo rằng thế thì cái gì nó làm cho cái công dân toàn cầu nó khác công dân vũ trụ? Bởi vì cái người công dân toàn cầu đó chỉ là cái người yêu cái địa cầu thôi. Thế nhưng mà cái người công dân của vũ trụ đó, họ xuất hiện là bởi vì họ có một cái sứ mệnh. Dạ. Và khi mà mình nhìn cái đứa bé đó, mình mới thấy nó biết cái sứ mệnh thiêng liêng của nó. Thế thì mình mới tự hỏi ngay, mình có sứ mệnh thiêng liêng không? Rồi quê làng của mình có sứ mệnh thiêng liêng không? Vùng miền của mình có sứ mệnh thiêng liêng không? Dân tộc của mình có sứ mệnh thiêng liêng không? Đất nước Việt Nam chúng ta có sứ mệnh thiêng liêng không? Và bất thình lình mình toát mồ hôi ra, mà mình trả lời có. Thế thì tôi đi đến đâu với tất cả các học viên của tôi hỏi các em ấy, các em hãy cố đoán cái sứ mệnh của dân tộc Việt Nam là gì. Và các em ấy đã có câu trả lời. Tôi xin nói luôn để mà các bạn thấy rõ là cái câu trả lời đó nó làm cho các bạn nổi da gà. Đó là dân tộc Việt Nam sau bao nhiêu những đau khổ, và chính nhờ những đau khổ đó mới hiểu được chân lý. Và dân tộc Việt Nam đã có sứ mệnh là chữa lành cho thế giới. Dạ, hay quá. Tự nhiên khi mà nghe giáo sư Phan Văn Trường chia sẻ về điều này á, thầy biết không, em nhớ đến một cái chi tiết ở trong quyển Một đời như kẻ tìm đường của thầy. Đó là thầy kể về một quyển sách đó tiếng Pháp, nhưng mà khi mà dịch sang tiếng Việt bây giờ do First New phát hành, đó là quyển Tâm hồn cao thượng. Dạ vâng, đúng rồi. Dạ, thì Phương Thảo lại thắc mắc rằng là tâm hồn thì nó sẽ quyết định như thế nào trong vai trò để bạn trở thành một công dân toàn cầu hoặc là một công dân vũ trụ ạ? Có lẽ vũ trụ đã tặng cho tôi một cái thời gian vô cùng tuyệt vời, bởi vì rằng là trong suốt cái mùa hè năm đó, hồi đó tôi 8 tuổi, tôi chỉ có mỗi cuốn sách đó để đọc. Thành ra tôi đọc đi, đọc lại, đọc tái, đọc hồi, và tôi đã khóc. Và sau đó thì bất thình lình con người của tôi nó thay đổi. Tôi trông thấy ai cũng là người bạn. Tôi ra ai nhờ tôi cái gì tôi cũng làm. Mà rồi có những người nói nặng, nói nhẹ về tôi cũng ok, không sao hết. Có lẽ mình là cũng là một cái thằng đạt mà mình vừa nói đấy. Dạ. Mình có sứ mệnh. Cái đó thì nó là một cái sự ngẫu nhiên, Phương Thảo ạ. Có lẽ không ai đi nhiều máy bay như tôi đâu. Tại vì ngay cái thời kỳ bây giờ mình 76 tuổi mà không tuần nào tôi không lên máy bay. Có những tuần mà 7 ngày mà tôi đi 8 nước. Và khi mà mình đi những chuyến bay đó thì mình mới thấy cái gì? Mình thấy là nó có những người công dân mà nó rất lạ, nó rất ôn tồn, nó rất mẫu mực, nó rất tiết kiệm, nó rất sang trọng. Nhưng mà cái sang trọng của nó là cái gì? Nó là những người sang trọng nhưng không trưng diện, rất là đơn giản. Nhưng mà nét mặt của họ là những nét mặt của những người yêu địa cầu. Nét mặt của họ là những cái con người rất là tích cực với xã hội, rất là trách nhiệm với xã hội. Tất cả những người đó, mình mới thấy rằng họ có cái điểm gì giống nhau mà bây giờ mình gọi là công dân toàn cầu. Dạ vâng ạ. Quả thật là khi mà nghe những chia sẻ từ thầy á, thì Phương Thảo nhận ra rằng là mỗi người trong chúng ta khi mà tồn tại ở trong thế giới này đều sẽ có một cái sứ mệnh. Nếu chúng ta nhận ra được sứ mệnh của mình là gì và mình thực hiện sứ mệnh ấy thì có lẽ chúng ta đã là một công dân của vũ trụ này. Dạ đúng rồi. Và chúng ta hãy một lần ý thức được rằng ít quốc gia nào mà cái người công dân của nước đó là công dân của toàn cầu và là công dân của vũ trụ cùng một lúc. Và chúng ta là như thế. Thành ra chúng ta phải hiểu được rằng là chúng ta đừng nên tự ti, đừng nên nghĩ rằng là chúng ta không có nhiều xe ô tô hay là chúng ta có nhiều những cái vật chất hào nhoáng. Không, chúng ta đừng nghĩ thế. Chúng ta hãy nghĩ rằng là cái cuộc sống mà cái con Covid nó chỉ nhắc nhở chúng ta thôi, chứ nó không phải là lý do. Nó nhắc nhở chúng ta rằng là người Việt Nam chúng ta nhận được từ vũ trụ một cái ân huệ mà đáng lẽ phải làm cho chúng ta hạnh phúc một cách thật là hoàn hảo.
Dạ, vậy chắc là cho Phương Thảo hỏi một câu cuối cùng với giáo sư Phan Văn Trường nữa thôi ạ. Như thầy á, là thầy có một cái nơi để cho các bạn có thể sinh hoạt với nhau, đó là câu lạc bộ Cấy Nền. Cái chữ Cấy Nền này rất hay. Thế thì Phương Thảo cũng lại muốn lấy từ chữ Cấy Nền này để đặt ngược lại câu hỏi với giáo sư Phan Văn Trường là cái nền ở đây để chúng ta có thể trở thành một công dân toàn cầu, trở thành một công dân vũ trụ là gì ạ? Để tạo nên một công dân toàn cầu rất đơn giản. Chúng ta hãy tự trọng. Chúng ta hãy luôn luôn ý thức được rằng là khi mà chúng ta một mình trong thế giới này thôi đó, chúng ta vẫn còn một nhân chứng quan trọng lắm. Chúng ta không thoát được mắt cái nhân chứng đó đâu. Đó là chính chúng ta. Mà khi mà chúng ta làm cái gì bậy hay là chúng ta làm cái gì tốt, mà chúng ta biết rằng là có một nhân chứng quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta nằm kề kề bên cạnh chúng ta là chính mình đấy, thì lúc đó chúng ta sẽ tự trọng. Và từ cái sự tự trọng chúng ta mới biết là giữ lời, chúng ta mới biết sống mà với xã hội đi theo luật chơi, pháp luật chẳng hạn. Tôi chỉ có một lời khuyên thôi, mình hãy tự trọng. Và cho dù là mình một mình hay là mình nhiều mình ở một nơi nào đó, chúng ta hãy tự trọng. Vâng ạ, rất là hay ạ. Bởi vì mình cứ thường hay có những cái khái niệm là để trở thành một công dân toàn cầu thì mình phải giỏi ngoại ngữ, mình phải có nhiều kiến thức, mình phải cập nhật theo xu hướng, rất rất nhiều những cái khái niệm mà chúng ta mặc định cho mình. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà ngồi ở đây để được trò chuyện với giáo sư Phan Văn Trường thì Phương Thảo mới thấy rằng là thực ra tất cả mọi khái niệm chỉ là khái niệm thôi. Cái điều quan trọng là chúng ta biết mình là ai, chúng ta biết mình cần phải làm gì để chúng ta có thể sống tốt hơn, sống có ý nghĩa, hoàn thành cái sứ mệnh trong cuộc đời này của mình. Rất là cảm ơn giáo sư Phan Văn Trường. Xin cảm ơn Phương Thảo, xin cảm ơn Đài Truyền hình Quốc hội. Dạ vâng ạ. Và thưa quý vị, đến đây thì cuộc trò chuyện của Phương Thảo cùng với giáo sư Phan Văn Trường cũng xin được kết thúc. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi. Phương Thảo cùng với giáo sư Phan Văn Trường xin chào tạm biệt ạ.